Em à, em. Gì? Anh muốn nói với em là... Nói đi. Anh yêu em. Thiệt không? Thiệt. Rồi sao nữa? Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Khủng quá mày. Trời đất ơi. Mày điên hả? Má. Trời ơi, mày cua gái rồi. Mày cái gì mày nắm tay, nắm chân, mày hát cái gì vậy? Tao làm không được luôn á. Mày sến vậy mà ai chịu mày? Gái nào mà mày nắm tay vậy mày hát? Bây giờ sao giờ? Bây giờ tao nói ra là anh yêu em rồi mà biết người ta có chịu hay không nữa nè. Trời ơi, tỏ tình kiểu mày ai yêu mày? Mày gái mày tỏ tình đàn ông, tao còn chưa yêu mày đó, con gái yêu mày. Ừ, bây giờ sao? Bây giờ mà có cách gì mày chỉ tao không? Thôi được rồi. Để bây giờ tao diễn cho mày coi nha. Nè. Đổi tóc giả rồi đi, tao chỉ cho mày diễn. Rồi đó. Bây giờ là tao đóng giả người yêu của mày, mày cua đúng không? Ừ, không có người yêu nào xấu như mày. Rồi. Ơi, mày nói nha. Tao hết tự tin luôn á. Rồi. Mày đi tiến lại nha. Mày tiến tới. Mày tiến tới là tao lùi đúng không? Rồi. Mày khùng hả? Lùi rồi sao nói chuyện? Tiến tới. Mày nhìn vô mắt nàng. Em đã thét lấy quê. Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào. Cái gì ba? Thì mày nói vậy thôi. Ủa mày tưởng mày nói vậy là người ta đưa mỏ cho mày hung liền hả? Trời ơi, tao tưởng là mày hung đâu luôn chứ. Khùng ham lắm. Trời ơi, mệt mày quá. Đó. Giờ nè, tao diễn cho mày coi nè. Nè, đó. Hay vợ gái cũng đẹp hơn mày không? Giờ là tao đóng lại cho mày đúng không? Ờ, đóng lại cho tao đi. Rồi. Em à. Hãy nhìn vào mắt của anh. Mắt cắt của mày. Trời ơi là trời, mày bỏ đi mày hớn hoài vậy. Thôi tao nhìn tao mắc cười quá, rồi lại. Thôi mày ơi, tao nhìn cái mặt mà tao diễn không được luôn á. Tao mệt quá à. Thôi vậy. Giờ khỏi diễn nữa. Bây giờ mày phải suy nghĩ với tao, mày phải tạo cho tao cái gì đó mới được chứ. Trời ơi, tao chuẩn bị. Thôi được rồi. Bây giờ mày không diễn được cái này á, thì bây giờ mày làm bad boy đi. Tao chỉ mày làm bad boy. Đó, mày phải bad boy. Mày phải hư vô. Mày phải ngầu vô. À sao là mày phải đứng, mày phải tạo hình cho tao coi. Đó, từ mày phải phóng khoáng. Ừ, đi chơi chút xíu. Sao giờ tao đứng cười nhếch mép lên. Gặp gái đứng dưới đúng không? Đó. Đây giờ tướng gì vậy mày? Nhìn sao ra. Rồi, sao nữa? Đó. Cười nhếch mép. Dạ. Nhếch mép chứ không phải là cái thật. Mày nhếch không được thì mày dán băng keo mặt mày lên ở nhà sẵn đi, rồi ra đó mày việc mày để mặt mày vậy thôi. Ok, nhếch mép. Đi ra đường để tay vô lắm hả? Rồi, ra đường mày cứ để vậy thôi là cái nó thích mày. Ok. Đó, ok, phóng khoáng nha. Nhìn hư hỏng chút xíu. Đó. Con mắt sao quan trọng nhất là con mắt. Đó. Nè. Con mắt mày á phải có hồn vô. Hồn hả? Ừ, phải cảm giác như là nó phiêu xíu. Thôi bây giờ tao làm thử nè. Ok. Mắt cười. Cái gì đúng không? Cái gì vậy? Cái gì con mắt như mà ai lấy số hụi của mày vậy? Con mắt cười. Khó dữ vậy ta. Mắt cười chứ không phải mắt buồn. Trời ơi, mày cắt mắt rồi mà hai con mắt mày vẫn buồn là sao? Ê, trời ơi, mày nói cái gì vậy? Trời ơi, con mắt cười. Mày cắt cái điều mắt mày nhắm không được luôn mà cũng không cười được nữa. Mắt tao là mắt phẫu thuật tự nhiên. Không được vậy. Đó. Coi như không thấy con mắt mày đi. Khó quá. À. Đó. Vậy là dạ. Mỗi lần cười nhếch mép thôi. Mỗi lần đi tỏ tình là đeo mắt kính vô. Đúng rồi. Cười nhếch mép. Cười nhếch mép. Trời tao không ổn rồi đó mày ơi. Thì giờ chứ giờ mày làm không được vậy thì giờ mày làm sao được thì mày làm thôi. Chứ tao chỉ mày đâu có biết đâu. Ừ, bây giờ mày còn cách nào mày giúp tao coi mày tạo dáng mày. Trời ơi. Thôi bây giờ được rồi. Giờ mày không có cái nội dung thì giờ mày phải có hình thức. Hình thức là sao? Hình thức là cái bộ đồ bên ngoài mày. Nó thể hiện con người cho mày. Chứ giờ con người mà không có gì hết rồi. Ồ đúng rồi, bộ đồ. Bộ đồ, mày muốn đẹp. Mày phải có bộ đồ đẹp. Rồi mày ghê quá. Làm sao mà mặc áo thun quần vậy, mang giày vậy, đi tập thể thao vậy được. Bây giờ sao? Rồi. Bây giờ là mày có đồ, mày tư vấn cho tao đi. Chờ tao. Tao sẽ cho người làm cho mày bộ đồ. Thì đối với những cái bạn mà mình muốn theo đuổi cái phong cách bad boy ngầu ngầu một tí xíu thì chúng ta sẽ làm quen với những cái chất liệu mà nó hơi nam tính một tí xíu, ví dụ như những cái chất liệu như là jean, và những cái chiếc áo thì nó phải hơi cá tính một tí xíu. Ở đây thì mình có một cái chiếc áo
nhìn thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cái chất liệu của nó thì nó phối bằng một cái vải thun nhưng mà phối với lại là vải lưới, thì nó sẽ tạo nên cái vẻ cá tính cho bạn. Thì đối với những cái set đồ đơn giản như thế này thì chúng ta sẽ nhấn vào bên nó là những cái phụ kiện. Thứ nhất là một chiếc kính Monster màu nâu, và thứ hai là một chiếc đồng hồ đeo tay. Thì ngoài ra là cái chất liệu mà những bạn bad boy, những bạn đó hay mặc á, thì là một chất liệu khá là nam tính, là denim. Để cho mình không bị nhàm chán bởi cái phong cách đó thì đây, những cái áo này nó có những cái họa tiết rất là dễ thương, nó sẽ bổ trợ cho cái phong cách của mình. Và nếu như mà chúng ta đã chọn một cái áo khoác ở bên ngoài á, nó khá là cầu kỳ như thế này, thì ở bên trong chúng ta sẽ chọn một chiếc áo thun đơn giản một tí xíu. Và đây, đối với những cái bạn mà theo phong cách như vậy á, thì nãy mình cũng đã nói rồi, cái phụ kiện nó rất là quan trọng. Thì bạn cũng sẽ điểm nhấn của cái set đồ này, chiếc áo thun này nó sẽ có một cái sợi dây đeo ở đây để tạo cái điểm nhấn cho bộ trang phục. Bên ngoài sẽ là một chiếc áo khoác với chất liệu denim, có phối những cái họa tiết rất là bắt mắt. Và phần tay lưới này thì cũng rất là cá tính. Và thì đương nhiên là đi kèm sẽ là một chiếc quần jean. Quần jean đậm hơn ha. Đúng rồi, quần jean. Nó hợp tông với cái áo đúng không? Đúng rồi, quần jean này nó đậm màu hơn và nó hợp đi vào, hợp kèm với lại cái màu quần kèm với màu áo khoác. Kèm với áo khoác luôn. Với những cái bạn nam, nếu như các bạn không lựa chọn chất liệu denim làm chính thì các bạn cũng có thể lựa chọn những cái jacket mà làm bằng da. Đây cũng là một cái chất liệu mà những bạn theo phong cách bad boy hay sử dụng. Thì chúng ta sẽ chọn một chiếc áo ở bên ngoài thì nó hơi tối màu một tí xíu, thì bạn nên lựa chọn những cái áo ở trong, ví dụ như cái áo sơ mi màu nó hơi nổi một tí xíu và có những cái họa tiết hơi là bắt mắt một tí xíu. Và đối với lại cái bộ đồ này thì khi mà cái phần trên á nó đã khá là nặng nề rồi thì ở dưới mình đừng sử dụng những cái quần jean nữa, mà mình thay vào đó là một chiếc quần tây. Mình sẽ lựa chọn một cái quần tây nó hơi trẻ trung một tí xíu, là nó sẽ có những cái họa tiết ví dụ như sọc dọc như thế này, thì nó cũng làm cho mình có cảm giác là thứ nhất là đôi chân mình dài ra, và cho cái bộ đồ của mình nó cũng thanh thoát hơn. Tao cua được ảnh mày. Trời, thiệt không? Thiệt. Yeah. Yeah. Đâu lấy hình nha coi. Từ từ. Từ lắm, đẹp lắm. Đây, thấy chưa? Tan. Con chăm bồ tao mà. Gì vậy ba? Bạn gái nó mới cua mà. Mày con bồ tao mà mày hung hả? Cái gì? Tao cho mượn đồ mày đi cua bồ tao hả mày? Trả đi mày. Trả đi mày. Mét môi à? Đâu đâu thử mày làm thử rồi coi. Cái đó nãy tao làm rồi, cắt rồi.